Chào mọi người nhá. Bây giờ mình review cái đèn led ròng vàng. Cạnh này màu vàng. Phía sau làm bằng gáng tản nhiệt nha mọi người, rất là sáng. Ba mươi oạ, 50.000 giờ hết tuổi thọ của nó. Cái này dùng bình ắc quy 12V. Từ 6A trở lên nha mọi người. Nếu bạn mà nào sử dụng cái này cho đi soi, đi soi ở trong rừng, làm đèn pha để mà quay phim, làm YouTube hoặc là live, hay cái việc gì đó thì rất là tiện nha mọi người. Nhiều cái chỗ mà mình đi thiểu xạ, nhất là mấy bạn đi làm YouTube ở trong rừng ấy. Đấy. Như mình vừa rồi mình đi dễ biển nên này bắt con giả tràng hay bắt bạch tuộc rất là vui. Và ở đây thì mình còn cái màu trắng và mình đã nổi giấy vào rồi, mình cũng đã có sử dụng. Nó cũng là đèn pha cao cấp nhỏ nhau. Hai cái nhỏ nhau thì nó chỉ khác màu trắng và màu vàng thôi nha mọi người. Giờ mình cùng gắn lên cái bình ắc quy này. Đấy. Cho mọi người cùng xem. Rất là sáng mà. Vì bây giờ là ban ngày nhưng mà rất là sáng. Cái này có hai màu trắng và vàng nha mọi người. Từ 30 oạt cho đến 50 oạt, 70 oạt, 100 oạt được có cả nhé. Và sẵn đấy thì mình review cái chụp đèn. Cái này là 90 oạt, cái này mình tự làm ấy. Mình làm 2 năm rồi rất là nhiều. Cái đấy là inox 304 không gì. Ở này là ống 34 dài 3 ly, dây điện 2.5. Cái này cũng rất là sáng. Mọi người nhìn thử kỹ đi, lẹ ở trong là lẹ Samsung Korea ấy. Một
xem. Cái này thì dùng cho đi câu mực. Và loài này là loài nhỏ nhất trong sản phẩm của mình, có 3 loài. Cái này là loài 5 mẻ, và cái 7 mẻ, và cái 10 mẻ. Cái này thì 90 ọ, và 125 ọ, và cái gấp đôi cái này tất nhiên là 88 ọ. Hàng rất là kỳ. Ở bên trong mình bọc một lớp mica đề cá, và phía ngoài này thì mình đã bọc mica trọng lượng. Cánh của mình thì mình đã đưa lên rất là nhiều, mọi người xem kỳ thì có xem thấy đứng viên từ mình đưa tới mình đã đám trợ nhất. Đây là cái chọ nắm mẹt này. Còn đây là cái trại bày này, trại 125 ở. Tất cả những cái đường này mình được hàng bằng thiện. Rất là nhiều nha mọi người. Rồi có cả cái 10 mét nữa. Đây, cái năm này mình đã giãn sản vào trong rồi. À, cái bài mẹ cho xin lỗi nhé. Cái 10 mẹ là như thế này mọi người này. Nó đợi một chút để mình lấy cái thước. Nhiều người mua sản phẩm rồi thì họ sẽ biết, còn những người mà chưa thì sản mới nha mọi người.
chiều ngang là 35, 34, chiều dài là 60, cái lẻ của nó là 50, từ trong này đến đây là cái lẻ của nó 50. Và tiền thế thì mình cùng review cho mọi người xem cái sản phẩm mình cùng mới làm ra. Đây là mình dựa theo những cái đèn chìm của nước ngoài đấy. Đấy. Cái này bằng inox. Cái này bằng cái lò thủy tinh. Cái đây cũng có cái đai inox. Cái này để mình dùng mình buộc chì hoặc là những cái hòn đá vào đấy để cho cái đèn nó giữ thăng bằng. Ở trên này mình buộc thêm một cái dây phù cái sợi dây điện này để bảo đảm, một cái dây thừng nhỏ. Ở phía dưới mình làm ba cái hòn như thế này. Đây là cái pháo này, nhưng cái pháo này được cắt đi và đổ bê tông ở bên trong này nha mọi người, để nó rất là bền. Thì ba cái này mình buộc vào dưới cái này là nó để nó giữ thăng bằng. Và một tí nữa thì mình cũng sẽ test cho mọi người xem ở dưới nữa. Bây giờ mình tẹt cả trên tẹt ở đây. Cái này mình thả chìm dưới nữa. Cái dây ở đấy là dây tầm 10, gần 12 mét chứ mọi người, 12-15 mét rồi đấy. Cái này theo yêu cầu của mọi người. Và mình thả chìm ở dưới biển. Và xin tạm biệt dừng video ở đây, và chục nữa thì mình sẽ đi ra ngoài và bơm nước vào và tẻ cái đèn này nha. Mọi người cùng xem nhé, chờ xem nhé.
ngoài này là trời nắng em mọi người. Bây giờ là ban ngoài trời nắng nó dạng sáng nó không được nhìn thấy sáng lắm nhé, nhưng ban đêm nó rất là sáng. Rồi xin những video ở đây nha mọi người, bye bye chào mọi người.